nhà nghỉ ứ ưa không? Hello mọi người, chính xác là như vậy rồi, không còn gì thay đổi. Hello mọi người, Trân vô đây em. Dạ, sao mày né vậy? Rất là vui khi biết anh có rảnh gì với xin chào bà con cô bác trên kênh của thầy Kim Khiết. Thì hôm nay thì dẫn theo bé phụ bếp mới là bé Trân Kim Khiết. Lộng hành quá à. Dạ, bây giờ hôm nay mình sẽ có những người chơi mới đi vô đây nha bà con cô bác. Lộng hành quá trời. Chào là sư phụ, chào bé. Chào cả nhà mình, chính xác Liễu và tất cả các anh chị đang có mặt ở Sài Gòn rồi nè. Nơi mà Liễu muốn ứ ưa một lần cùng với anh Cương vừa và tất cả anh chị đây. Mọi người ơi, theo dõi chương trình ngày hôm nay để xem mọi người sẽ làm gì, khám phá gì. Nó mềm quá ha. Không, không phải để em bắt cá cho khách mỗi ngày ấy, nhưng mà quan trọng là chiếc nhẫn của anh nó mềm hơn Liễu. Hello mọi người, nhẫn của Kim Khiết Diamond. Ôi Liễu thích quá. Để rảnh rảnh đi anh sẽ dẫn ra cửa hàng Thùy Kim Khiết mua cho. Chỉ còn trống một cái hoa tay thôi, nhưng mà 3.6 ly là sao ta? 3.6 ly rẻ lắm, mấy triệu à? Một cái hoa tay thôi, em không cần đẹp chỉ cần chiếu. Vậy là có mấy triệu à? Cho mấy con kia nó không còn coi thường em nữa. Bắt đầu một ngày mới cùng với Liễu và tất cả mọi người nha mọi người. Ta da. Sao mà thấy thương dữ vậy? Đi vô chơi. Bữa nay tiếp tục quay quán ông hai bóng có ô nha bà bác. Bữa giờ lên được 3 tập rồi, bà bác cũng thương lắm, ủng hộ lắm. Bà con của bác cũng thích xem hậu trường nữa. Em thấy Kiều Bào coi nhiều ghê. Vui vui, nghe chơi vui hết mình thế Liễu. Có khi nào mới mốt để đồng ý yêu cầu anh mở cái quán thiệt luôn không, cho khán giả tham gia mọi người. Cả nhà mình ơi, anh Cương hồi nãy mọi người có nhắn tin cho Liễu một câu là có nghĩa là quán này không còn là trên vô tuyến và phát trên các nền tảng nữa, mà mở thật thì Liễu sẽ là quản lý ở chỗ đó mọi người. Mà anh nói quản lý sàn đó chị, ngày nào cũng lao sàn nhưng mà có thể mà gặp anh và mọi người. Liễu làm với mấy năm rồi hả? Dạ 9 năm rồi đó. 9 năm hả? Dạ, dẫn một chỗ không đi đâu hết. Còn năm nữa nó mua lại cho nó luôn. Anh làm cô Tôn Nữ quê mùa. Giả bộ ôm hoài khổ ghê luôn, anh không có vợ rồi. Thương ấm quá. Nó ở ngoài nó ấm. Anh đừng nói anh buồn, anh có thể làm loại anh Cương để đến với anh. Luôn em mà từ đó. Đâu, em còn 600 ngàn, nếu ông này ừ cái là em đưa hết. Điện nước đầy đủ ha, Liễu ha. Anh Giang ừ đi. Điện nước đầy đủ ha. Em không cần điện nước. Anh ừ á. Em chỉ cần cái phao câu anh ừ. Cái điện cường anh nói em với anh Cương là ekip trong mình hết. Bên em á. Liễu đồng ý. Có ông bác, ông Đậm sắp nghỉ hưu rồi đó. Trời đất ơi, có khi nào là gặp Liễu nghỉ hưu luôn không? Dạ, nhà bánh bao ứ ừ. Ăn bánh bao đi anh Cương, em mua bánh bao tại có. Mai mai cho anh Cương cái đi mà. Ở bên Vĩ Long lên luôn hả? Dạ. Còn không hỏi luôn á. Trời ơi, qua ông báo nhỏ lên đi. Quên hỏi, chị quên hỏi là hôm nay người chơi là ai? Không, anh Cương phải là người nói. Tại vì biết hai chị em ăn Vĩ Long. Em đợi bu quá quên. Em làm xe kìa, bị xe xe hết rồi ông kia. Yeah. Ông còn đòi nhíu ngực em. Ông nói là sao mà em dám mang kêu đen không vậy? Này thiệt mọi người, Liễu đã cố gắng ra lựa bộ đồ mới nhất á, nhất đối với Liễu của mọi người. Này là để dạng. Ủa chứ đồ ba em nhiều không? Em đem một màu này là cái ba bốn bộ nhưng mà chúng màu này là màu kiểu của du lịch hả? Dạ đúng rồi, là màu được gắn liền với em. Còn mấy cái màu tím B ra bà D thì khi nào gặp riêng anh anh Giang thì mới ứ ưa mọi người. Mà chị thấy em đang tại mặt màu đen hả? Đúng rồi. Mà đồng phục anh tặng cho bỏ mà. Em mới mua được để gặp anh Cương vừa mới mua được cuốn mới 100 ngữ nữa nè. Chị mới dán, mới đáo chữ L sáng nè. Anh đúng mang L hả? Dạ, mang L lớn nhất của nữ. Mà bà nói chân lắm không mà. Mọi người bắt đầu một ngày mới cùng với anh Cương với mấy chị, thật sự là ứ ưa mọi người. Mốt đã anh làm, anh sẽ sản xuất ra cái anh mua cho Liễu đôi cuốn mới nha. Trong bánh lâm kìa. Em xui tới luôn rồi kìa. Có gì đâu. Đóng trong nhà làm trận lâm á. Có quen á là 150, không có quen là 160. Ủa nó ngủ ta, không biết ngủ ở đâu, tối em còn, được. Em còn nhắn tin cho chị Trang, em nói là có anh chị nào ngủ ở Vĩnh Long không cho Liễu gặp gỡ. Ngủ ở Vĩnh Long. Ê xin lỗi, ngủ ứ ưa chỗ Bình Chánh. Cho Liễu gặp rồi này kia cái nọ tối qua ngủ. Chị ơi. Hello chế. Trời ơi. Tôi xin chào. Không mấy người này chơi với Liễu chơi. Vô đi chơi nè. Ủa rồi ổng đâu? Ổng đang như xe. Ổng đang như xe. Dễ. Chị xui biết đây không? Đẹp quá. Chị ơi chết cha, hôm nay mà em lọt vô khung hình với chị rồi sao giờ? Không, lọt với anh kia rồi. Lọt với anh kia, anh kia. Da dạ, của mấy chị coi nè. Chị đi biết là giờ chị cũng đang hôi rồi. Không, đen nhưng mà vẫn còn một cái gì đó rất là tinh khiết. Nó đẹp, còn Liễu. Chào anh xui. Đây mới là người chơi của Liễu nè. Chết rồi. Em anh Giang ơi, em xin lỗi nghe 600 ngàn nãy mới với anh bây giờ. Không phải là em chê anh nhưng mà
cái duyên cái nợ nó không nói đây, được. Đây, vô đây, để chào anh. Dạ, chào Vũ. Dạ, dễ thương lắm. Bà con cô bác, đây là Tuấn Vũ. Ông Tuấn mà sao giới thiệu Tuấn Vũ? Ông Tuấn Vũ là vị hôn phu của Liễu nha mọi người. Kiểu chương trình dàn xếp thôi, thật ra Liễu với ông Tuấn Vũ đâu quen nhau trước rồi. Ủa có quen không ta? Sao anh bánh bao đi thôi vậy thôi. Liễu chuẩn bị lùm ông Tuấn Vũ bữa nay nha mọi người. Liễu ơi, Liễu ta đi với vợ Liễu ơi. Ủa, có bà lớn. Bà lớn kìa. Thôi, lát ông kẹt em thơ chế. Kéo bà là kéo ông xuống mừng mặn ông luôn. Liễu đồng ý. Làn da đen còn tay rám nắng. Ủa, áo mới hay, chưa mày hát không thứ liệu hát giờ không em hát chơi chứ không có biết nhịp chưa có biết không. Gì hết bây giờ đó anh vô anh nhịp cho ôi sư phụ ơi sư phụ thôi không được cái tự trọng để anh nhịp cho sao đâu áo mới chưa mày chân thì trắng quen dài cao chắc chắn là thứ liệu sẽ hát hay á dậm hay mà lưỡng lái nữa. Vậy là ha, chốt qua ly sống. Em chỉ cần chiếu thôi chứ không cần. Ra qua đường 1/2 Vĩnh Long đi cho nó gần. Liệu đồng ý. Bước bên anh về thành phố biết bao người. Sáng nó năng lượng quá trời. Tối không có ngủ phải ngủ quá ôm miết. Dạ, tối qua ngủ rất ngon. Dảnh phô công có năng lượng luôn. Thì có tối qua em có nói với chị Trang là làm ơn có ai trong ekip mà ở ngủ Sài Gòn. Đường nào vậy? Em không biết cái đường nào nữa mà. Mèn ơi. Cứ lòng lòng cái nghe. Ủa? Rồi cái gì tầm lưng hết trơn mà. Không có. Bà chắc là phòng cái bên ta mở phim ta coi ông ơi. Ông ơi gì bà ơi. Bà ơi. Đi chứ. Phòng cái bên ta mở phim ta coi á. Có gì đâu. Ở đây là văn quá lắm. Ở khách sạn gì có 160. 160 bò thêm 20 lên 180. Thầy chị đã nói tặng cho em thêm một chai dầu gió. Không trời, xong tối ngủ rồi gõ cửa rồi rồi gọi. Tối qua lạnh có mình ơn à. Anh Nam. Anh ăn sáng với em. Anh nói anh nhìn em cũng khác. Ủa thấy bình thường. Ủa em thấy em nhìn anh Liễu ánh mắt bình thường có khác còn khác nè. Xui đẹp quá nổi. Về lớn rồi ảnh đẹp quá trời. Giờ Liễu sao không giờ? Ví dụ mà Liễu mà lọt vô khung hình ảnh. Giờ Liễu ít nhất là anh. Mà cái mày của ai vậy? Anh. Lát đầu tư cho em 200 gram bột mì đúng không? Em đắp lên đòn nhân ra tắt lên đòn. Nếu không là bây giờ là cái hậu trường hay cái gì ekip mình là phải mua một cái đèn pha. Gọi cho mới thấy mặt em. Con gái miền quê mặn mà đó, mặn mòi mòi vậy đó. Không biết nghĩ không biết. Anh em xin lỗi anh nha. Em cười em không nói được gì lại nghĩ thấy bạn. Không nhiều quá giờ mỗi đi game mày. Làm ai cũng hôm á, tôi không biết mùi ai rồi. Dạ. Mốt còn không biết mùi chồng luôn. Anh giao cái bụng em. Em đánh trong gương gì tiền thôi. Anh xin lỗi câu này tự nhiên nói lớn quá trời. Tình cảm để dành cho anh mới là sự thật, anh mới là gu. Còn ông Khương chỉ là người đầu môi chốt lưỡi thôi. Còn bên đó là em chỉ là lụm trong bữa nay rồi em. Qua đêm ha. Qua không phải là qua đêm. Nhưng mà kiểu dạ nhanh gọn lẹ ăn, ngon bổ rẻ đúng không? Mới sáng sớm cười cái chết chết. Chẳng chưa? Em ăn rồi, còn bữa cái nữa. Ai nấu với em? Đây. Những chân phải không? Dạ. Yeah. Nấu cho ngon nha. Nấu thiệt hả? Mà có bốt gì có đi với chương trình đó. Nhiều người ta góp ý, ta cầm lên chị rất là nhiều. Có bốt chị đi chơi. Qua coi, bữa làm thi liệu rồi phải không? Dạ. Bốt đi với chương trình chị làm ơn rất đẹp đấy. Kiểu như đẹp hơi. Làm hết hồn đấy Liễu. Để tội nghiệp mấy người khác hiểu không? Ý bà đẹp vậy rồi. Trời ơi. Một bên là hoa ra muốn đồng, còn một bên là thường dùng khăn đài. Chị làm sao có duyên mà em biết tin quá cờ. Nhưng mà đẹp là được mọi người ơi, bây giờ rất đẹp. Nói thi liệu sắp xếp đi làm phim ca nhạc Tết á. Dạ. Hay, được. Em chịu diễn không? Em thích diễn nhưng mà em nói thiệt là vậy. Nhỏ lớn em hát không luôn biết hát. Hát luôn, hát hay á. Thi liệu hay á. Không có biết nhịp, biết điệu, không, biết gì anh Khương nhịp. Anh Dương nhịp cho. Hôm nay em chỉ nhịp cho. Anh Xui, anh Xui. Anh Xui đóng tiêu, anh Xui. Anh Xui ơi. Anh Xui hay lắm á. Anh Xui hát hay lắm. Anh Xui hát hay lắm á. Anh Vũ sao mà thấy Liễu cái anh Xui trốn không mà anh Xui kỳ ghê đúng nha. Thấy thấy Liễu cái anh Xui bị e dè quá. Không phải giống như cái ông xe ngày qua có những hành động quá kích thích. À. Em chào anh. Chúc anh luôn tay nữa hả? Không, nghe em nói nè, em mỗi lần em khoe hoài trên mạng cao quá vậy. Cứ hễ mà mọi Liễu mỗi lần đứng gần anh
À, người ta hãy trúng số đầu 100 ngàn. Rồi, sao không được số đặc biệt hay là giải lớn hả? Có 100 ngàn hả? Nếu muốn đặc biệt hoặc là ăn uống 100 triệu phải lụm em nha. Và xin thưa mọi người nghe, Liễu không có giận, nhưng mà ai cô chú ông bà nào coi được đầu cái clip này. Đồng nghiệp Liễu vừa cách đây 4 năm tuần vừa trúng hai tài đặc biệt. Làm thiệt sự chứ tướng thế Liễu vậy cũng dễ lụm xíu nữa, lụm vậy là công tử xuống nào. Xin công tử thải xuống nào. Công tử thì tự trọng. Dùng gì? Thế Liễu nên tự trọng lại xíu. Ờ đúng rồi, chuyện đi. Xíu. Món xíu vậy à. Rồi vậy tiện nữ cũng là người đàn bà đã có gia đình. Bà lớn ơi. Cái móng tay này á là trong bữa giờ bà lớn này kêu làm này kêu. Anh Khương. Làn da đen. Còn tay rám nắng. Áo mới chưa may, chân thì trắng quen dài cao. Bước bên anh về thành phố biết bao người lấy mình vô bắt là người nhìn thôi. Đúng rồi. Tiền nữ xin chào bà lớn, chính thức từ bây giờ để xin làm bé của chị. Thôi cho làm lớn luôn. Cho làm lớn luôn kìa Nhường kìa. Nhường làm lớn bữa nay luôn. Không mà tự nhiên chồng mình lại cho làm lớn có nghĩa là có cái gì đó chứ không có gì đó. Bắt chồng đâu không bắt chứ. Nhất là về là cũng phải là giặt quần áo, giặt tay chứ không cho giặt mấy nhà. Liệu nói chuyện khúc cuối hay xúc động hay cảm xúc quá ha. Em không có chịu nổi những năm tháng. Ổ thơm cái mùi à. Mùi gì kiểu quá anh. Ờ anh Khương, đáng, sau này anh phải cho em xài những cái mùi này á. Mùi máy bay rồi hả? Mùi giới thượng lưu á. Mọi người ơi, bắt đầu một ngày mới cùng với tất cả các anh chị ekip của anh Khương vừa nha mọi người. Thật ra là anh em gặp nhau rồi ước với nhau một xéo. Rồi sau đó thì Liễu lại về quê, bắt đầu hành trình lại của mình tìm đam mê và danh phận. Còn bây giờ đồng hành với Liễu hoặc trong bốn đồng và chị của Liễu với anh Khương vừa nha mọi người. Ủa từ khi Liễu nên duyên dáng dễ thương quá vậy mà sao không làm cái gì cho nó ra hay lắm. Nhẹ vì em không có đam mê về cái bên mạng xã hội, em chỉ chú trọng 90% là trả ơn và đóng góp cống hiến lại cho khu lịch để nuôi em. Thì em cứ làm đó thôi bình thường. Em sợ có thời gian vì đã 90% bị cái thời gian ở đó rồi. Em làm mà em nổi lên là bằng trên phương luật người ta cũng biết tới nhiều mà. Chắc bốn người đó em tính kinh doanh thế nào? Nếu mà anh nữ với em đưa cho anh hai cái thẻ nạp việc thêm 50. Không, cái đó là chỉ khởi đầu thôi chứ thật ra là em có giấu gì giá gì á. Gì nữa? Dạ. Thường tiền em gửi nên. Trời ơi. Bữa nay chắc bữa nay em bỏ vô trong. Anh em lấy nhở? Không, anh công tử xin hãy từ trời. Bữa nay là chỉ còn thuốc mình luôn chút thôi. Chỗ này thì đàn gái đứa đi đâu hả em hút cho người hai heo vậy đó. Sau này cái này là sẽ là của anh. Nếu anh còn có sự tài bạc với Liễu. Hello mọi người. Đây, cái cầu này. Đó, nhìn đi cầu này lạng lách anh chị sẽ đi qua. Phải không? Ủa chị đó anh thôi, đi được không anh vội thôi. Chừng gãy cầu thôi, chừng gãy cầu người ta đó. Bà xui này sao bà đi theo canh hoài vậy? Ờ đi theo giữ hoài luôn à. Đó gì vậy? Sợ thí liễu. Đi xem vui vui. Xui để dắt âm xui ra coi giới thiệu cho trên bà xui đi. Cái gì vậy? Đi qua đó hả? Đi qua cầu kia. Còn cái hồ nước bên đây là hồ nước khoảng lát nữa anh xui với đại Liễu sẽ nhảy nha. Nhưng mà con người cho chị, em nói em tính check in cho chị là em đã đến cái chỗ chị nhảy rồi nè. Mang đôi guốc đi hết sợ hình guốc làm bàn sập hết về đây luôn. Trời ơi chặt chân nha, chặt á. Em ưa được. Ủa chế đồng hành với anh Khương vừa với cái quán này chế biết sẽ bóng, nhưng mà cái bóng mà ông biết cái bóng cũng bự người ta mà bóng có ô là sao? Bóng có ô là bóng có ô đó. Nãy em có nghe rồi em hiểu. Bóng có ô là bóng có ô. Thì bóng có ô và không có ô, còn bóng này là bóng có ô là bóng có ô là của ekip mình. Nhưng mà có cách hiểu nào khác nữa không? Không, nó chỉ có cách hiểu đó thôi. Thì bóng không có ô tức là bóng. Chứ ô là cái bà nào nữa em có nghe nói nữa? Bà này đúng không? Ừ. Có nghĩa là như vậy, có nghĩa là ngoài cái việc bóng có ô thì ô trong đó là ưa là cũng là chị là một thành viên của ekip. Là một người đóng góp và xây dựng ưa của ekip. Chị là đầu bếp, còn ảnh là chủ quán. À cho nên là hai cái nó ưa nhiều nhau. Đúng rồi, ảnh là anh hai bóng, còn chị là cô ô. À, thì ra là vậy, có hai cách hiểu. Đúng rồi. Một là bóng cô ô. Hai nó ô là bà chế. Đúng rồi. Thì ra là vậy. Ô là bà chế này chứ không phải là ô có nghĩa là chế. Còn không, nhưng thực tế á, bóng mà không có ô tức là bóng. Mà gọn gàng quá mọi người ơi. Cái chữ bóng có ô là cái kênh rối quá. Mọi người ơi, trên kênh YouTube của anh Khương hiện là mọi người cũng nói chung là hơn 80% mọi người sẽ hiểu, còn 20% là có trong đó có Liễu hiểu trong. Thì bóng những người giống em thì hiểu là bóng có ô là bóng. Không, chị là
ô là chị, bóng là em, không chung là vậy đó, chị phải không? Ừ, chị thấy cuộc đời này trở nên nặng nhọc hơn á, thiệt luôn á, giờ nhúc nhích được nè, nặng quá, là ngồi chết đây luôn. Bóng có ô ha, bóng có ô. Theo dõi và đồng hành với mọi người, theo dõi cùng bóng với mọi người. Dạ. Này là lên tắt chưa? Chưa. Không cắt đi bà. Biết. Clip này thế là cũng lên viral. Mỗi người một cảnh đi qua. Để cầm dép anh Khương. Hả? Cầm dép anh Khương. Bỏ mít ra tháo mít ra anh hay. Dạ rồi, để lọt xuống dưới thì rút mít à. Tháo mít ra đi quay khỏi mít luôn. Qua đây khỏi mít. Sao đâu dám chọi được. Vậy để em qua mấy cho. Ừ, anh để đây nha lại, em đợi đấy nha. Tới cuối nè. Đây. Dạ dạ dạ. Thì ngọn chứa số 6 nha. Tắm mới vô á. Tới đây rồi. Hai đứa đi tới đây rồi đi thôi, đi vô quán nha, rồi anh cắt nha. Dạ. Vậy mỗi người một sụt đi qua phải không anh? Hả? Ảnh đi qua trước rồi em đi qua sau. Được, tại đi chung hai người không được anh. Cầm cái cây á, cầm cây kìa. Có cây hay sao á? Dạ. Cầm dép. Cái nào cũng bị lột. Rồi vô nha. Dạ. Đã lâu lắm rồi em về đi qua cầu dừa. Đây em à. Cầu dừa, cầu dừa, cầu dừa chứ. Dạ. 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 Mỗi hôn má đào. Son. Mỗi son má đào. Chân guốc cao gót làm sao qua cầu dừa. Nhưng mà vì anh em sẽ đi qua cầu dừa. Rồi cũng này nói. Nhưng mà đây cầu dán nè em. Ủa cây dán hay vậy, cầu dán em đi được. Rồi, rồi đi qua cẩn thận rồi, rồi khúc đó đi qua thì cứ nói chuyện mình vui vẻ. Có sao quan tâm nhau vậy? Có khi đi rồi lọt luôn rồi sao? Thì lọt thì chịu cho vậy. Lọt thì kệ cho vui mất rồi. Ừ, lọt rồi thì lọt thôi. Mà cố tình không lọt thì nếu mà tự nhiên để tự nhiên lọt thì tùy thôi. Đi bình thường thôi, đừng dạ, có dạ, té, dạ. Có tình té, nói chung gán vượt qua. Nếu mà té thì té thì tự nhiên thôi thì được. À, à. Dạ rồi. Vì tự nhiên thôi, này dạ. Chơi tự nhiên thôi, đừng còn không có diễn dạ. Gì chứ có đoạn nãy thổi thổi là mình có cái ý đó rồi. Thôi. Ok đó. Để qua đây. Đàn ông. Đây đây lấy cái kia. Thôi, là cho đàn ông. Để qua đây em cho. Thấy ngày nay không gặp em nhớ em chết. Để bà lọt cả mái máu. Hình hình thấy em tưởng đâu nói thiệt câu này nè. Thấy em tưởng đâu. Anh coi sao, anh tính làm sao đi chứ. Anh em cũng vậy. Em cũng vậy. Anh coi tính làm sao đi. Đúng vui thân em qua mau. Tuổi sinh con gái em qua mau. Đi con. Đi đâu à? Nó ngoại tình hay sao? Không, đứng cho nó còn. Từ từ. Anh đã đợi cái thằng nữa đó sao nó chọc qua bên kia trời. Kỳ quá mình bỏ kỳ lắm không? Sống ở đời mà em. Phải có tình có nghĩa. Tình nghĩa tàu thân vợ chồng bao nhiêu năm đầu thì cười. Người ta không có lỗi lầm gì tự nhiên mình bỏ người ta tùy. Thấy không? Dạ đúng rồi. Mình ngoại tình là mình ngoại tình với mình có dân binh ở mình thấy dân binh mà biết đây đây ngồi lại được đây ngoại tình mà còn nói đạo lý nữa. Mình ngoại tình nhưng mà mình thấy thấy dân binh lịch sử phải chờ sang chờ mới chờ. Ồ làm đeo khẩu trang dữ gì ha. Rồi vô. Rồi thử mic chú, thử mic. Alo, 1 2 3 4 5. Mạnh mẽ đi trước đi. Em chỗ này không dám nói chuyện lớn nữa. À mà đôi dép tình yêu này là phải để ra chứ sao đi qua đường cầu này. Ha ha, em chưa vô bắt được. Chưa bắt vô được thì anh chỉ cần nói. Dạ, là... chưa tới mình tới mới tới cầu mà chưa tới cầu mà kêu đi trước rồi. Thì bắt tại đây thì để đi trước, cứ gọi lại Vũ. Rồi, đúng rồi. Làm thế là tới chiều luôn đó, Vũ. Phải không? Vũ đại đi nói chuyện bình thường đi, đợi đi. Chưa chưa, bình chưa, chưa thấy cái cầu gì trơn mà ông nói cái cầu đâu có hay đâu. Được đại đi. Được chưa? Rồi. Vũ ơi. Cái này mình làm vui game, đừng có làm như phim. Đó, không có ràng buộc em. Thoải mái đi. Không nói gì nói à. Dạ, dạ, dạ. Được chưa? Được rồi. Ok nha. Rồi. Má chơi. Sợ quá trời sợ. Cầu cao nước sâu. Anh đi trước đi. Rồi, để đi trước cho em đi sau nghe. À, mà đôi dép của em mua cho anh không thể để dính được. Đúng rồi. Để đi bộ. Để bỏ ra, để bỏ ra. Em tin anh làm được, cố lên. Em cầm dép của em nha. Anh đi cầu đi. Trời ơi, cái này chuyện nhỏ mà em, anh đi được mà, anh đi hoài. Vì tình yêu em tin anh làm được. Quên mà chỗ này không được la lớn. Bà lớn bà nghe một cái là cho anh ứ hoài. Sao mà chưa vậy trời, cái cây này nó lúng dữ vậy trời. Kệ đi đi, anh sao ngộ quá trời. Ê. Để cho bà con người ta biết hay gì. Em xin lỗi anh. Em làm anh đi không được sao em. Em nói chuyện quá anh làm anh mất tập trung, anh đi không được. Em đi trước nha. Rồi, giờ tới em đó.
cẩn thận nha. Mèn nha. Sao lại có cái... Mà mốt không có hẹn cái chỗ này nha không? Sao em đi sao nó gọn á vậy? Em đi cầu quen rồi, sáng giờ anh chưa đi thì anh đi đi. Bây giờ tới em đi trước. Cẩn thận khúc nữa nha. Trời ơi, còn gì nữa đâu. Trời ơi, khúc nữa sao? Trời ơi, cẩn thận em ơi. Em phải lên mới được, em sao lắm. Bây giờ mình đi cầu không được cho mình lội. Mà mốt không hẹn cái chỗ này nha. Hả? Trời ơi, trời ơi. Thôi em đi trước. Ôi. Anh thử lại lần nữa chắc không được quá trời ơi. Ừ. Thôi không được rồi. Tôi muốn có những giây phút tập hoàn hảo. Cố lên anh. Chờ anh với chờ em. Quá âm sầm. Anh sao ngộ ghê. La cho lớn lên đi. Để nữa anh kêu cái chủ quán Liễu đồng ý hai bóng khô này làm cây cầu cho nó có to lên xíu. Trời ơi gì mà nó lúng dữ vậy trời. Ủa la cho lớn lên đi cho mọi người biết. Rồi để mặt em với anh. Qua đi nè. Tối có trơn rồi mới sao chút thai nữa. Trời anh để dặn anh đâu như là cái đôi bếp đôi dép của em. Không được làm ướt nó. Anh cầm không nổi thôi giờ anh bị lúng xuống nước. Đây là giật bất ly thân của hai vợ chồng mình. Sao bạn tới quán em ơi. Thằng dép vô, thằng dép vô, dép vô. Đây là quán chuẩn bị hay là anh? Đúng rồi, quán chuẩn bị. Anh hẹn con nào trước đúng không? Không không, tại quán này của người ta, người ta không có con liễu này, thế là cũng có con đàn bà khác cũng vô đây rồi. Mệt mỏi quá. Con vé này đặc trưng của quán, tại phải có vé này mình. À là quán cô hai, quán hai bóng có ô là sẽ. Mấy lên cái quất cái ốc, trời ơi. Thấy cái cậu hay lắm. Quất cái ốc liền, trời ơi trời. Rồi hai đứa vô ngồi đi. Dạ. Em gọi đâu anh cứ. Anh cứ em ngồi đâu được. Anh ngồi giữa đi. Rồi, anh cái bên Liễu đi cho dễ chặt cho anh. Cái khúc té mắc cười muốn chết luôn trời. Thiệt em nói thiệt công nhận em đi cầu kỹ quê hay lắm mà mới thầy sao. Dùng mic của anh đúng không? Dùng cái mic hay là hiện trường? Dùng cái mic đấu vô thành mic từ hiện trường đó phải không? Con nhảy này nữa. Cười kìa, anh cười cũng ngồi đi, ngồi đi. Nhanh lên đặng về quê nấu cháo gà nữa. Về nhà cháo gà đợi. Đây ơi, bỏ này vô cho một cái hộp nữa. Này, cái hộp của ba nè, bỏ hết vô đi. Chuyện rớt á. Vui chưa? Rồi, quá vui. Rồi, rồi chuẩn bị nha. Một ngày còn vui dữ nữa nè. Và hai đứa ngồi đi thì anh ở trong lên xuất hiện. Rồi để làm gì cho hai đứa này nó vui cái đi. Giống như họ đợi lâu lắm rồi anh mới xuất hiện. Rồi hai đứa ngồi xuống. Không, diễn cho luôn diễn á, diễn rung á. Tết cho rung á. Tết làm gì? Em không biết mọi người. Đâu có bị đâu Tết. Có triệu chứng gì đâu mà đi Tết. Rồi mốt người tùy gái coi bán bộ nó từng hai đứa từng gặp nhau đây. Rồi quay nha. Ừ. Tuyết rơi vậy. Tuyết rơi. Không mưa đâu nè. Rồi tiếp tục. Rồi nha. Rồi chuẩn bị ha. Em với anh này vẫn tiếp tục đang lạnh trung hả? Đúng rồi. Ok. Tôi lách qua cái anh qua này xíu vậy. Anh bàn được bạn. Bạn đó đứng đứng thấy hai bạn mấy em. Các bạn á. Ủa lấy em trước hả? Ừ. À, nãy quay kia đợi tới dây thông lên lại. Rồi cái kem trước. Còn cái quần. Tức là cái hẹn cho hai đứa xong rồi tới kem, xong rồi tới cái cầu này. Mà tới em lại đó. Nếu về tới em á. Của đời em đã tới rồi. Ủa sao quán xá ta có bắt cầu đồ đi hết là sao không đi mà đi lội xong rồi sao ướt hết vậy? Anh nói phải đó anh hai. Hả? Anh bắt cái cầu gì mà quá trời dễ đi. 10 người đi ngang lọt hết 4 người. Trời 4 ơi. Người đóng đó có lẽ. Tại là cái này là kêu bằng anh
dựng lên cái là kỷ niệm tuổi thơ đúng không? Không kỷ niệm với anh mà không kỷ niệm với khách hàng. Đi cầu bê tông được không? Cho nên giờ mình làm cái cầu khỉ đi cho khách tới đây có ấn tượng. Đề nghị mai mốt chủ quán làm cái cầu cho nó to to bằng cái cầu dưới kia đi, cầu dưới kia bự hơn cái này dễ đi hơn. Nông thôn mới hết rồi. Hôm qua đặt khách, hôm qua đặt là hình như là cứng đặt phải không? Cứng là dạ. Tuấn Vũ phải không? Dạ đúng rồi, Tuấn Vũ này là ai? Tí Lẻo. Lẻo hả? Lẻo. Là thế là đúng là cái gì của Tuấn Vũ? Nó nhỏ trong chủ quán thôi nha, để mở công mà để sao? Đây nè. Vợ nhí hả? Đúng rồi, không, nhí. Anh dùng cái từ nhí kiểu như là em phá gia can người ta không bằng. Là sao, là sao? À, kêu bằng là người tình không hẹn trước. Kiểu như em đến người trước không vợ của ổng hiện tại. Không bao giờ cưới hả? Đúng, đúng. À, là hai người đang là coi như là lén lút hẹn hò đúng không? Hả? Lấy cái ồ bạc lừa cho ổng đi. Ông mà nó lớn để tích mưa bốt không dám ghé này. Quên, mang cái này nhỏ bí mật chứ. Người ta biết được là măng nhục chết. Đúng rồi. Thôi bỏ cái vấn đề này, đừng nói nữa. Ở đây là người ta, ở đây là người ta kỳ thị mấy người mà cái ngoại tình đó. Ví dụ mà cái thứ mà dòng là ổng đang mua dòng phụ á. Rồi bây giờ là muốn ăn món ở đây quán này không phải dễ dàng nghe, không phải đơn giản như quán khác là mình tới mình có tiền không? Là mình kêu món là mình ăn xong mình trả tiền. Vui lắm. Còn quán này á là giờ mình muốn ăn phải không? Mình phải trả lời câu hỏi. Mình trả lời đúng á là mình sẽ được một lá bình bát nè, thấy không? Chưa, lá bình bát này nó khác ở những cái lá bình bát ở xứ khác nghe không? Nó có mệnh giá mỗi lá giờ mình giá 100.000 đó. Rồi đó, xong rồi mình trả lời đúng ha, cái mình được chọn một món ăn. Đó, hôm nay nè. Thực đơn hôm nay nè, thấy không? Thực đơn là thấy hấp dẫn chưa? Ăn nó té thơm như muối, 3 ngày không tắm, chui thấm tùm lui. Dám xin hỏi chủ quán đâu là món best seller? Món 10 món là món nào cũng ngon á. À, là đỉnh cao chất lượng của đúng quán rồi. Này đều để vô đây. Mỗi hết. Ngày đều có 10 món mà món nào cũng ngon hết trơn thì mà hai người mà trả lời được thì cứ chọn món nào chọn. Đó. Rồi đó thì giờ là đây là em xin hỏi chủ quán câu này trước khi mẹ mó đơn nha. Ừ? Ở đây là có nhân viên phục vụ được không mà sao cái xung quanh nó có cái mùi gọi là ư quá. Cái mùi nó khác với những quán khác đúng không? Hay là mùi khứa chồng. Ư. Ừ, có mùi ư nãy đó. Mình cũng vậy luôn á nha. Rồi. Rồi, còn nếu mà trả lời sai á thì mình phải nhảy xuống ao. Đó. Là đúng không? Vợ chồng em ai nhảy? Người vợ trả lời sai thì người chồng nhảy, còn người chồng trả lời sai thì người vợ nhảy. Vậy chủ đó. Quán có nhảy không? Chủ nếu quán đâu làm tự nhiên chủ quán nhảy chi? Người ta đã kỳ. Em chơi luôn nghe chồng đã tới đây rồi. Vợ tới đây rồi. Dứt luôn. Ha. Dứt luôn. Rồi bây giờ là vợ trả lời trước hay chồng trả lời trước? Tôi vợ. Vợ trả lời trước. Vợ trả lời trước nha. Vợ trước. Rồi mỗi người sẽ có 10 giây nha. Nếu đồng ý. Rồi. Câu hỏi này câu hỏi vui không à, câu hỏi mẹo, câu hỏi đốt chữ không à. Đừng có suy nghĩ gì sâu xa, suy nghĩ gì đơn giản thôi nghe không? Liệu đồng ý. Rồi. Ra đúng rồi. Đi lên là nặng lắm, nhảy xuống dưới dằn nước lên nhiều. Đi mình. 1 2. Đám cưới nghệ nửa triệu. Lớn rồi. Cao gì mà cũng đúng à. Trời. Lên sảnh. Cái gì mà bùng lắm mềm sợi. Không phải, nó khoáng đó. Ở dưới đó gần men rồi mà. Bùng nó mềm sợi tại lên sảnh hết trơn rồi. Lật coi lên được chưa ông chủ? Ủa nhảy vậy mà không trúng cái cọc nào hả? Không, có trúng cọc chứ. Gài lên nha. Đây không được luôn, bùng gì nó mềm sười đi không được luôn. Khoan, tấm khoan lấy khô, đừng khoan rồi. Chồng nghe em nói lắm á. Cái ca sao mà em trả lời sai bây giờ nè, chồng sợ chân dơ thì mang giày dép xuống ao. Còn sợ giày dép dơ thì để trên bờ như vậy. Nói chung có hai option. Nếu mà giờ em vô ở dưới này luôn rồi cho vợ em nó trả lời thêm câu nữa, nó nói sai em ở đây luôn khỏi nhảy được không? Đâu quá vậy. Phải lên lại. Lên lại nhảy, lên đi chồng. Khổ vậy đó. Trời ơi là trời. Mình ơi, sớm chiều dài dầu nắng mưa. Cẩn thận mình đây, mình lọt xuống đây mình. Câu dưới mưa. Trời ơi là trời. Ủa sao cái rong nổi này vậy? Chiếc này là nước dưỡng nhiều. Chỗ này mà đâu ăn không ngon là không bao giờ mà anh làm mấy cái vụ này ngon mình ơi. Ông chủ vui tính. Cảnh quan nó cũng đẹp. Nè, bóng. Nè, xong rồi nó thấy không có hai phần quà thấy không? Mấy người khách trước làm gì có được cái chỗ này. Ba câu mà trả lời đúng hai câu là giỏi rồi đó. Lấy nào? Lấy cái này nè. Còn này. Cái này không ứa ngựa phải không? Cái nãy mà anh lật rồi á. Anh trả lời hay quá chứ bộ. Ta-da nè.
Ta-da. 2, 3, 4, 5. 5. Đi cả nhà ơi. Đi. Ê, còn gì nữa không? Ta còn lấy gì vô mọi người? Mọi người coi dẹp đồ cũ gì nha mọi người. Anh chị ơi. Thí sinh người ta ăn chơi ngoài rồi đó. Mình chuẩn bị đồ ăn nè. Giờ mình làm món gì ngon? Đây là mực trứng sắp đó chị. Thịt bù bù. Đó, okay. Nước bỏ nước rồi gửi rồi này để lên để lót, xong là chắc đổ nước vô trước đi chứ, để chút quay rồi chị làm luôn, quay rồi chị làm luôn cũng được đó, các bước vậy thôi. Vậy là phải xem lấy cái chảo xuống rồi để đó, mở cái trái cái chảo. Ủa cái đồ nhấc nồi nó mất tiêu rồi. Cho chị cái đồ mà ấy bếp đi nhé. Bữa nay mình làm món mực trứng hấp gừng. Bé Trân biết làm món này không? Dạ em biết sơ sơ. Món này cũng dễ làm mà. Dạ. Thấy vậy thôi chứ món nào mà đơn giản tụi em mới làm được nha bà con cô bác, còn phức tạp quá là không có được. Nhà sư trợ giúp. Mất tiêu cái đồ nhắc nồi hả Ngân? Hôm nay em mới tậu được một đai dép xịn sò. Cho qua cái bếp kia bên. Ơi. Kiếm đi hoặc là lấy cái nào khác cũng được. Có gì nhắc được thì lấy nhé. Coi trong của cái điện thoại không? Coi cái món bực này tên là gì coi. Ngủ giấc luôn đi anh Sang ơi, còn lâu lắm. Quay này là không có xài mít đúng không? Yeah. Nhưng mà lát hồi em quay cái chính là xài mít đúng không? Ừ. Vậy thôi chị. Để gần đèn luôn. Thì hấp. Món này là gần đèn thì hấp. Gần đèn thì hấp. Cái tên cũng lạ quá ha. Bỏ than vô đi chứ củi xài không. Bữa nay củi đâu hết rồi, hôm bữa nhiều lắm. Ờ còn miếng đóng mà cậu tướng. Dạ nhưng mà tí nữa để xài từ từ củi giấm lửa rồi mình. Cái này giờ chị biết ấy làm rồi ha, chị bỏ đó đổ nước vô. Rồi bỏ này lên rồi sắp mấy em biết làm món này không? Sắp cái này. Ờ đúng rồi, sắp lên rồi bỏ mực lên, lấy có bao tay đó, bỏ sắp mực lên rồi rồi ờ cái vung nữa Nhi ơi. Cái vung nồi to đó. Xả xuống dưới, xả với hành với ấy luôn. Xả với hành đồ mình cho xuống dưới nè. Còn này để trên cho đẹp. Dạ. Hello. Dạ chào. Cắt đi, để tập sau. Trời ơi bà con cô bác ơi, sau khi kết thúc trò chơi xong thì anh Xui đã ra lên nông nổi như thế này. Xin chào bà con cô bác của kênh chị Thầy Kim Khiết nha. Quá trời quá đất rồi thiệt chứ. Rồi, cái tội nói chung là mình bị như vậy mà mình được mở mang thêm được kiến thức, được hai kiến thức mà mình được ăn nữa, thôi coi như cũng hợp lý rồi. Đi xấu xấu xíu mình rửa cho nó sạch. Trả lời cái sai có hai câu thôi mà thành ra vậy nè. Trời ơi. Chị Xui vô luôn nè, chị Xui. Vô coi nhận ra chồng chị không? Nhận không ra. Nhận không ra luôn. Sao anh trả lời sao không được mà anh bị thua với vậy? Ở trong nước mà anh còn không biết mà hỏi ở ngoài thế giới sao anh biết được luôn. Trả lời hai câu hỏi không đúng câu nào hết trơn á. Trời ơi giờ tay tay cũng dính đó nè. Sao hai câu mà quẹt nhiều vậy? Hai câu mà quẹt nguyên bàn tay. Anh Khương anh chơi vậy nè. Dạ. Anh đòi cầu nguyên cái chảo anh nên luôn mà anh cản lại. Quá trời luôn thiệt chứ. Trời ơi. Cái này là luật mới của quán hai bóng ô đó bà con cô bác. Hôm nay là anh Xui là mở màn của cái vụ quẹt bỏ này luôn đó. Này là đặc biệt vô cùng luôn. Bà Xui còn mới cười miết luôn. Nhìn không ra luôn. Bà Xui ăn mít đi bà Xui, ăn đi. Không quá còn con mực nữa. Thôi anh Xui gấp cho chị Xui đi anh Xui. Dạ. Để cho vợ mình mít cũng được. Mít thơm ghê á. Chín quá trời luôn. Gấp cho bà Xui con mực đi. Để em mít đi. Vui không anh Xui? Vui quá chị thôi. Mà em nghĩ bà con cô bác coi cũng vui nữa. Chứ chị Xui là thấy vui rồi đó. Nhìn mặt anh Xui là thấy vui đó. Ăn nè Mai. Dạ. Mít thơm quá trời luôn. Chưa ăn nè. Chưa ăn nè. Anh Giang, anh Giang. Mọi người ai cũng đang bận rộn hết trơn. Bà con cô bác ơi đã chuẩn bị cho cái tiết mục kế tiếp. Giờ ai cũng đang nhìn thấy ở đây yên tĩnh vậy thôi. Chứ ở dưới là đang rất là lung su bu nhộn nhịp luôn. Như là cái đám nhỏ vậy đó. Thôi vậy mình... Rồi, xong rồi. Rồi ok. Vậy thôi mình kết tiếp đi. Để chuẩn bị cho cái tiết mục kế tiếp. Dạ rồi vậy...
thầy Kim Khiết, anh chị Xui. Xin kính chào bà con cô bác ạ. Hẹn bà con cô bác ở tiếp. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại.